Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Vong Sành Kim Sơn thăm mời nhà mình ghé xem tham khảo một cây găng vàng VIP luôn nha. Cây này thì nó còn lại một thân sống đây thôi. Đó, còn lại bao nhiêu là lũ hết. Nói chung là thân sống còn lại là 20%, còn lại là 80% là thân lũ nha. Thì cái lũ này là lũ rin, nhưng mà Sơn test động. Đó, Sơn dùng máy, Sơn đã test động rồi. Đó, thì Sơn test động, nói chung là cái bộ môn nghệ thuật thì nó không có cái điểm dừng. Đó, nên là nhiều khi Sơn làm cái này cũng chưa có ưng ý. Đó, thì nói chung là Sơn giao lưu tới giai đoạn này. Còn ví dụ sau này về mình có thể mình tạo thêm hay như thế nào đó, nói chung là nghệ thuật thì nó không bao giờ có một cái điểm dừng cả. Đó, thì qua tay mỗi một người là sẽ có một cái ý tưởng sáng tạo thêm nữa thôi. Rồi cái sẵn tiện đợt này Sơn dọn vườn á, Sơn cũng muốn đem cây này giao lưu cùng với nhà mình luôn, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nói chung mà đáng lẽ cây này Sơn cũng chưa có muốn giao lưu đâu, nhưng mà cũng vì mục đích lâu dài cho nên là Sơn quyết định giao lưu cây này. Nếu mà được duyên với ai thì ủng hộ giúp Sơn nha. Cây này có hoàn là 57, cây cốt hoàn 57, cây cao là cũng 57 luôn. Cây này đang nằm chậu, đang nằm chậu nuôi là 50, cũng 57 luôn. Ủa sao số này đẹp với ta, đừng có nói chiều rộng này 37 nữa nha, chiều rộng 37 luôn. Sao cái cây này nó gắn liền với số 7 ở phía sau. Rồi nếu nhà mình ưng ý thì ủng hộ Sơn cây này luôn nha. Cây này nói chung rất là công phu, Sơn nuôi rất là công phu luôn, và tạo lũ cũng rất là công phu luôn, tạo lũ mấy ngày trời đó. Và không phải là tạo lũ một ngày một lần một, mà Sơn tạo lũ lần này là lần thứ hai, nhưng mà mỗi lần như vậy là cũng mấy ngày trời đó. Tại vì Sơn có cái đam mê với cái bộ môn lũ, lũ là lũ cùng với cái cây sống nha, chứ không phải là lũ của cái cây lũ không đó. Nếu mà những cây lũ không á, thì Sơn lại hồi sinh cho nó lại thành những cái cây có sự sống là cây tanuki đó. Thì cây này nó rất là khủng luôn, nhưng cái mạch sống này cũng rất là khỏe luôn nha. Cây này Sơn xin giao lưu là 4.500k bao ship. Cây này chậu này là chậu nuôi, chậu nhựa nha. Và mình nuôi thêm một thời gian nữa, cỡ tầm mình nuôi thêm cỡ tầm một năm nữa là mình sang chậu là ok luôn đó. Và nói chung là mình cứ để yên như thế này mình nuôi thôi, tại vì Sơn cũng mới có sang cách đây cũng một tháng hơn thôi đó. Thì cây nó đã bung lọc lại rất là khỏe rồi. Sơn chỉ vô dây những cái cành chính thôi, những cái cành phụ là Sơn đang thả rong để cho nó bung cái cây lại. Rồi cây này Sơn dọn vườn là 4.500k bao ship, là một cây găng vàng hay còn gọi là găng tô hú cho mình. Nhưng mà Sơn đặt là găng vàng, nó nghe nó rất là nó ok hơn. Nhưng mà bây giờ rất là nhiều anh em đã đặt nó là găng vàng rồi, tại vì cái ho nó màu vàng như cái chuông ấp ngược rất là đẹp luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, 4.500k bao ship luôn. Nói chung cái cây này á, là cái công làm lũ nó nhiều, chứ còn bình thường thì nếu mà để thô thì nó không có bao nhiêu đâu đó, tại vì nó mất cái công làm lũ rất là nhiều luôn. Mà làm lũ thì phải dùng tới máy này, mua mũi này, rồi nói chung là đủ thứ. Nói chung là cái này nó rơi vào cái đam mê rồi đó. Tại vì mỗi lần nhìn lũ á, mà trên cái cây sống á, thì nó tạo cái động lực sống cho Sơn rất là nhiều, cho nên Sơn rất là mê. Tại vì trong cuộc sống nó lúc nào cũng phải có hai mặt đó, khó khăn và được. Rồi rất mong nhà mình xem tham khảo, mà nếu ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn nha. Có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha mình. Rồi nếu như mình thương mến Sơn, cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn nha.
Rồi Sơn thân chào nhà mình và hẹn gặp lại luôn.